Tư Minh Cảnh bị dọa một trận, cô lắp bắp, "Không, không biết, tôi chỉ nhìn thấy có thứ gì đó lướt qua trước mắt tôi mà thôi." À, hình như bên trái, trong đầu cô chỉ có thể chửi thầm, người đàn ông này khó lừa. Mạc Ngân Hà lập tức bịt miệng. Anh ta nhân mặt chê bai, sau này không được xịt nước hoa trong nhà tôi. Biết chưa, Tư Minh Cảnh bực mình đóng cửa cái rầm. Nếu không có chuyện gì, phiền Mạc tiên sinh rời đi, tôi phải thay đồ rồi. Mạc Ngân Hà bị cánh cửa đập vào mũi, anh ta tức giận không tin vào mắt mình. Một lúc sau khi thay đồ xong, Tư Minh Cảnh ra vườn hoa, thời gian không còn sớm thừa dịp tiệc nhận người thân đêm nay còn chưa bắt đầu đi thăm dò tống ra trước vậy đúng lúc này có người gọi cô a cửu em anh ta đột nhiên kéo tay cô tư minh cảnh nhíu mày nghĩ đến chắc hẳn lại là bạn bè của vị bạch cửu từ đó khúc lưu thương lúc này mới nhận ra xin lỗi hình như tôi nhận nhầm người rồi vì mùi trên người cô có hơi giống vợ chưa cưới của tôi nhưng lại gần hình như có hơi anh ta liền hát gì đau cả mũi tư minh cảnh vội né nhanh xin lỗi tôi xịt nước hoa hơi nhiều rồi tôi vẫn đừng nên đứng gần anh thì hơn có chuyện nên đi trước đây, bái bai. Anh ta thầm nghĩ, mai đỏ băng tuyết là khí tức của A Cửu, nhưng đúng lúc này có người lên tiếng làm anh ta giật mình, là mùi của thằng nhóc nhà tôi để lại. Mạc Ngân Hà mỉm cười, cho nên người thấy giống. Khúc Lưu Thương có chút nghi hoặc, "Ồ, con nuôi của tôi mới 5 tuổi đã bắt đầu phát tình rồi." Mạc Ngân Hà đang thép đáp lại, "Uống sữa dây nhiều, dậy thì sớm, nó bây giờ còn dám dùng danh nghĩa tôi để cưới vợ nữa cơ, danh con." Khúc Lưu Thương đi lướt qua, đã được ngay qua, "Đi thôi, sắp đến giờ họp rồi." Mạc Ngân Hà nhìn theo bóng dáng Tư Minh Cảnh. Trong đầu anh nảy lên một suy nghĩ, cô ta. Một lúc sau tại Tống gia, Tống Phiên Lan hét lớn, đều cút hết cho tôi. Cô ta tức giận, xui xẻo, nhà này ở không nổi nữa rồi. Lúc này ông lão liền quát mắng, đứng lại, hôm nay ở đâu con cũng không được đi, thành thật ở nhà cho ta. Tống Phiên Lan cứng đầu nói, ông nội, con sẽ không chấp nhận cô ta, cô ta đã hủy hoại nhân duyên của con, còn muốn con tươi cười chào đón ư? Ông nội chỉ thẳng mặt cô, ngu xuẩn, ta nói cho con biết, cho dù con không thích nó, hôm nay cũng phải tươi cười chào đón cho ta tiệc nhận người thân đêm nay ta tự có sắp xếp để chúng ta lấy lại hết thể diện đã mất y thuật và uy danh của tống gia ta sao có thể bị so sánh với một con nhóc đến từ ngục lam tinh được chứ tống phiên lan hiểu ý ông nội cô đặt tay lên vai ông ông nội có phải ông đã nghĩ ra cách giết ngược lại rồi không ông ta phủ nhận nói nhảm không lâu sau lúc 3 giờ chiều tư minh cảnh vừa đến nơi thì có điện thoại cô đọc tin nhắn mà bà lão dạ ra gửi trên danh sách khách mời ngoài các viện sĩ viện nghiên cứu đông y bộ trưởng từ của bộ y tế cũng có mặt trong danh sách tư minh cảnh nhếch mép xem ra tống ra muốn lấy lại vị thế chuyên nghiệp rồi chỉ dựa vào các người thôi sao lúc này cô đẩy cửa bước vào bên trong mọi người đều giả vờ vui vẻ phương tĩnh cười minh cảnh đến rồi à dì đang tính gọi điện cho con nó hỏi con lúc này qua đây đêm nay con là nhân vật chính bố con đã mời rất nhiều bạn thân muốn giới thiệu con cho bọn họ biết tống đằng phi cũng hùa theo đừng khách sáo qua đây ngồi đi minh cảnh à tư minh cảnh mặc kệ mấy lời của phương tĩnh cô ném túi sách xuống ghế rồi kiêu ngạo ngồi xuống bên cạnh cô ta phương tĩnh nhìn hai chân cô ta gác lên bàn mà nghĩ thầm con gái con đứa ngồi cũng không nên nết cô bây giờ là tiểu thư thiên kim hào môn không phải đứa bụi đời lăn lộn cùng mấy tử tù tống phiên lan cũng căm ghét cô trong lòng đồ nhà quê nếu bộ dạng xấu hơn một chút đen hơn một chút thì tốt rồi lam ngục tinh không phải nơi hoang dã à sao có thể nuôi cô ta vừa trắng vừa mềm được vậy bỏ đi giả vờ với con khốn này trước đã cô ta giả vờ cười minh cảnh hôm qua cô và ông nội đến dạ ra dạ, không phải cố ý nghi ngờ y thuật của con không giỏi thầy thuốc như cha mẹ chúng ta cũng vì suy nghĩ thận trọng thôi tư minh cảnh hờ hững đáp không sao dù sao y thuật của con cũng đã thông qua kiểm nghiệm nếu không phải nhờ cô đến dạo ra đại náo một trận bọn họ vẫn không biết y thuật của con tốt hơn cô trong họa được phúc con cảm ơn cô còn không kịp nữa là tống phiên lan ghét bộ mặt kiêu ngạo của cô lắm rồi nhưng vẫn phải cười vậy thì tốt cô đã chuẩn bị cho con quà gặp mặt sau này chúng ta chính là người một nhà rồi con theo cô lên lầu lấy đi cô ta suy nghĩ trong lòng tiện nhân xem tao xử lý mày thế nào trên tầng lầu cô ta đeo cho minh cảnh một chiếc vòng nhìn xem có thích không cô giúp con đeo lên đây chính là kim cương thật đó tư minh cảnh cười thích thú cô thật hào phóng đây là chiếc vòng tay kim cương đầu tiên của con cảm ơn cô nhé tống phiên lan cười thích là tốt cô ta thực ra trong lòng rất khinh thường năm đó lúc mẹ cô tặng dây chuyền kim cương cho tôi tôi cũng không vui vẻ phấn chấn đến mức không chút che giấu như cô đúng là đồ nhà quê lam mục tinh chưa từng trải đời cô cứ việc yêu thích không tháo khỏi tay đi chờ đến tiệc hội là lúc cô bị người ta chê cười tư minh cảnh nhận vòng xong thì vui vẻ vẫy tay vậy con xuống lầu trước đây được lát nữa gặp đúng lúc đang xuống cầu thang thì minh cảnh bắt gặp phương tĩnh minh cảnh phấn khích khoe chiếc vòng cô tặng con nó phương tĩnh chỉ có thể cười trừ à vậy sao đẹp thật rồi minh cảnh xuống cầu thang còn có chuyện con đi trước đây tư minh cảnh đắc ý trong lòng muốn tính kế mình ư một cái vòng tay thì còn có trò gì nếu tống phiên lan đã dựng xong sân khấu mình làm sao có thể không để bọn họ tận tình biểu diễn có điều ai có thể cười đến phút cuối thì phải dựa vào bản lĩnh rồi một lúc sau tiệc tối đã bắt đầu mấy vị khách thì thầm với nhau không ngờ con gái tư giao lại quay về rồi tư lão ra dưới suối có biết hẳn cũng rất vui mừng bọn họ nhìn dạ niệm bạch hôn lên tay tư minh cảnh nghe nói tiểu khuê nữ này ghê gớm lắm vừa về đã chữa khỏi chân cho tiểu thiếu gia dạ gia nhìn kìa dạ lão phu nhân và tiểu thiếu gia dạ gia cùng đến tham dự tiệc nhận thân của tư minh cảnh đó chính là tiểu thiếu gia của dạ gia con trai của mạc ngân hà ư dạ niệm bạch ôm bó hoa cảnh cảnh cô cũng không thèm đợi tôi cùng đến tham dự tiệc hội tiểu gia giận rồi bắt buộc phải hôn hôn một cái mới có thể dỗ được Tư Minh cảnh cười, cô đột nhiên có chuyện mà. Cô lại gần Tiểu Bạch, hoa này rất đẹp, tặng cho cô sao? Tiểu Bạch xấu hổ nhét bó vào tay Tư Minh cảnh, cô là người phụ nữ của Tiểu gia, không tặng cho cô. Tiểu gia còn tặng cho ai? Thích, thích không? Tư Minh cảnh vui vẻ, thích, đây là lần đầu tiên cô được nhận hoa tươi. Cô nói với dạ phu nhân, lão phu nhân, cảm ơn bà đã đến tham dự tiệc nhận thân của con. Bà lão cười, nói lời xa lạ gì thế, con giống như cháu gái ruột của ta vậy. Lần này đến cả bố Tiểu Bạch cũng nói muốn tới cổ vũ cho con, Can đoan đêm nay mặt mũi của con đều được đẹp. Tư Minh Cảnh há hốc mồm, Mạc Ngân Hà cũng đến. Nếu bị hắn gửi được mùi trên người mình vậy chẳng phải náo loạn rồi sao? Bà lão giải thích chuyện tìm chồng lúc trước náo loạn, mọi người đều đang đợi xem chuyện cười của con. Bây giờ nó qua đây ủng hộ con, người khác sẽ không dám cười nữa. Tư Minh Cảnh sốc bay màu. Vậy anh ta ở đâu ạ? À? Bà lão kể bố đứa nhỏ vừa nãy nghe điện thoại ở cửa, bọn ta liền vào trước. Tư Minh Cảnh đột nhiên cười lớn. Cô thầm nghĩ xem ra tối nay chạy trời không khỏi nắng rồi. Nếu mạc Ngân Hà biết bản thân nhận nhầm người, hôn nhầm người dưới sự xấu hổ tuyệt đối sẽ để mình khám bệnh nữa có điều mình khám bệnh là muốn ngăn cản tống phiên lan thừa dịp trèo lên nhân duyên của mạc ngân hà hiện giờ đã biết trong lòng anh ta có một tình yêu tâm tâm niệm niệm tuyệt đối sẽ không cưới tống phiên lan vậy mình có qua ải được hay không cũng không quan trọng nữa người trong bữa tiệc lúc này đã đến đông đủ người đàn ông đứng cạnh phiên lan phán xét thật không biết đứa con gái tư minh cảnh đến từ lam mục tinh kia có tài đức gì có thể mời được dạ lão phu nhân tham gia tiệc nhận thân của cô ta tống phiên lan mỉm cười nói đến có thể các người không tin và ngày trước tiểu thiếu gia dạ gia bị gãy hở xương chảy loại ba c đội ngũ chữa bệnh đứng đầu cả nước cũng bó tay nhưng cháu gái tôi một phát đấm xuống tiểu thiếu gia liền thoải mái nhảy nhót trở lại cháu gái tôi có đại ân với tiểu thiếu gia giả ra hắn ta nhíu mày tuy tôi không hiểu y thuật nhưng cũng biết gãy xương là xương cốt đứt gãy làm sao có thể một phát đấm xuống là khỏi ngay tống phiên lan giả vờ thân thiện đây cũng không phải do tôi nói mà là các bác sĩ của bệnh viện số 3 nói cháu gái tôi có thể được gọi là thần y đương thời đấy cô ta thầm tính toán trong lòng tông bốc lên tôi ngược lại muốn xem xem cô ứng phó thế nào Tư minh cảnh mấy vị tiểu thư đứng gần đó nói với nhau xác thực là do tư tiểu thư chữa khỏi nếu đổi lại là phương án trị liệu mà chúng tôi cung cấp e rằng chỉ có cắt bỏ chân mới là ổn thỏa nhất tóm lại rất lợi hại lợi hại giới y tế lam tinh tương lai rất khả thi nha đột nhiên lúc này có người gọi minh cảnh tư tiểu thư tạ trường viễn lên tiếng nghe nói y thuật cô cao siêu bệnh mà đoàn đội y tế đứng đầu lam tinh cũng bó tay không có biện pháp đối với cô mà nói lại là chút chuyện nhỏ không biết cô có thể chữa khỏi bệnh của tôi không anh ta kéo quần lên tư tiểu thư mời xem người xung quanh nhìn cái chân của trường viễn đây là gì vậy đáng sợ quá tôi muốn nôn tư minh cảnh giật mình nhìn cái chân tạ trường viễn nói là ung thư xương giai đoạn cuối bộ trưởng tư cũng chen vào giám định bằng miệng ư làm thầy thuốc phải cực kỳ thận trọng ba tháng trước đầu gối của tạ tiên sinh đau từng đợt lúc đó ông ấy chỉ tưởng là viêm khớp nên không để ý đợi đến khi ông ấy phát hiện khác thường đến tìm tôi giúp đỡ thì xương đầu gối đã sưng lên biến dạng quá muộn rồi tạ trường viễn gật đầu ông ấy nói đúng tây y đã từ bỏ việc điều trị với tôi nghe đồn y thuật của tư tiểu thư còn tốt hơn cả tống lão gia không biết cô có thể giảm bớt đau đớn cho tôi được không? Để tôi được sống thêm 10 năm 8 năm nữa, giả dạ phu nhân lo lắng, đây chẳng phải làm khó người khác sao, ung thư đã tồn tại nhiều năm trong lịch sử nhân loại, đến nay cũng chưa bị đánh bại. Cho dù minh cảnh y thuật tốt đến đâu, cũng không thể khiến cậu sống thêm 10 năm 8 năm nữa, người xung quanh đều thì thầm. Nói cái gì mà thần y, đây là chém gió quá trớn, bị vả mặt rồi, cô ta chẳng qua chỉ người quay về từ Lam Ngục Tinh, có thể có bản lĩnh gì chứ? Tống Phiên Lan được đà càng đắc ý, cô ta giả vờ thở dài, con người đều không phải thập toàn thập mỹ các người đây là đang làm khó minh cảnh nhà chúng tôi đó tư minh cảnh lập tức cắt lời không hề làm khó bệnh này tôi có thể chữa bọn họ bất ngờ ung thư xương giai đoạn cuối cũng có thể chữa ư đây là không biết hay tự cao tự đại lúc này đột nhiên có tiếng ho sau lưng tống lão ra lớn tiếng nhắc nhở minh cảnh không được nói bừa ông ta thầm nghĩ mấy chục năm trước ta chuyên nghiên cứu điều trị ung thư cuối cùng cũng tìm được bước đột phá ở tuổi già tối nay chính là cơ hội công bố đột phá mới của ta cho mọi người ta muốn lưu danh sử sách tư minh cảnh mỉm cười con thật sự có thể chữa mà ông cố tống lão ra mắng cô, cô còn mạnh miệng, cậy mạnh bộ trưởng tư nghe vậy có chút bất ngờ, tư tiểu thư cô xác định không phải ăn nói lung tung ư, minh cảnh giải thích chữa trị bệnh ung thư thật ra cũng không khó, chỉ cần tìm được bước đột phá, ung thư cũng không còn đáng sợ như trong tưởng tượng. các vị những khuẩn có khó chữa không? một người trả lời, một liều kháng sinh có thể giải quyết vấn đề, có gì khó đâu. tư minh cảnh liền nhếch mép, ồ vậy sao? mọi người nói nghe nhẹ nhàng quá. nhưng trước khi thuốc kháng sinh được phát hiện ngay cả những khuẩn nhỏ cũng đáng sợ như ung thư, bị những khuẩn nghiêm trọng chính là bệnh nan y sẽ lấy mạng người. Việc nhân loại phát hiện và ứng dụng kháng sinh là một cuộc cách mạng lớn trong lịch sử y học nhân loại, Bộ trưởng Từ phản bác, cái này không giống, cô nhóc, cô đừng đánh cháo khái niệm. Tư Minh cảnh ra hiệu cho ông ta, không thích nghe ư, cứ nghẹn lại đi. Cô tự tin, thứ tôi muốn nói là bất cứ bệnh nào cũng giống nhau, hiệu quả như nhau, ví dụ những khuẩn chết người lúc trước, chỉ cần tìm ra sự khác biệt giữa vi khuẩn và tế bào bình thường là có thể khắc phục được. Bộ trưởng Từ thắc mắc, suy nghĩ của cô tôi hiểu, nhưng sử dụng thuốc nhằm mục tiêu hiện đang được phát triển để chữa ung thư cũng không thể chữa tận gốc lẽ nào cô có thể tạo ra được sự thay đổi trong ngành y tế ư tư minh cảnh cười cảm tạ trời xanh ân sư của tôi khổ tâm nghiên cứu nhiều năm cuối cùng cũng phát hiện ra phương thuốc tốt để đánh bại ung thư lão nhân gia bà ấy cố ý nhắc nhở tôi sau khi trở về lam tinh thì công bố cho mọi người tạo phúc cho dân tạ trường viễn mừng rỡ tôi không cần chết nữa ư đó chính là ung thư đấy sát thủ cuối cùng của nhân loại chẳng lẽ thật sự có biện pháp tìm được bước đột phá rồi tống lão ra cau mày suy nghĩ về cái thứ trong kết sắt lẽ nào tư minh cảnh trộm Tống Phiên Lan cũng lo sợ, đây chính là tâm huyết và thành quả mà ông nội khổ tâm nghiên cứu ung thư nhiều năm mới có được, tuyệt đối không thể để Tư Minh Cảnh chiếm trước. Cô ta quát lớn, "Minh Cảnh, ủng cho tôi vừa rồi còn bảo vệ cô, cho dù cô thích hào quang, cũng không nên chiếm lấy thành quả nghiên cứu của ông nội, các vị, người thật sự phát hiện ra điểm đột phá ung thư là ông nội tôi." Bộ trưởng từ hỏi Tống lão gia, hóa ra là Tống lão tiên sinh có đột phá mới trong lĩnh vực chống ung thư à? Tống lão gia gật đầu. Tống Phiên Lan càng được đà lấn tới, không sai, bước đột phá này rõ ràng do ông nội tôi khổ tâm nghiên cứu ra minh cảnh gió độc của lam ngục tinh vẫn ảnh hưởng đến cô sao tống phiên lan đẩy tư minh cảnh nếu cô đã trở về thì nên thay hồn đổi sắc làm người lại lần nữa sao có thể xem trộm chiếm lấy thành quả nghiên cứu của ông nội chứ một giọng nói khác bỗng lên tiếng này tiểu bạch tức giận đá chân cô ta tuy đá người khác rất không tao nhã nhưng tiểu ra ngay không lọt tai nổi nữa cái đồ phụ nữ xấu xí ăn nói bừa bãi cô cảnh cảnh không phạm tội tại sao phải thay hồn đổi sắc làm người lại lần nữa tống phiên lan ngớ người cái gì phụ nữ xấu xí Gia bạch chống tay mắng cô ta cảnh cảnh còn chưa nói thành quả nghiên cứu là gì sao cô biết là chiếm lấy của ông nội cô lúc này một người khác nói ý kiến dạ thiếu gia nói rất có đạo lý không bằng để bọn họ chia nhau ra nói các điểm đột phá là gì chẳng phải chân tướng liền rõ ràng sao tống lão ra ho vài tiếng lão già xác thực đã phát hiện điểm đột phá nếu minh cảnh cũng có phát hiện mới không ngại cùng nhau tham khảo minh cảnh cháu nói trước đi lòng dạ ông ta thâm hiểm vô cùng nếu con nhóc này tìm được điểm đột phá tốt hơn mình mình liền thuận theo lời phiên lan nói thành quả nghiên cứu này vốn là của mình tư minh cảnh tự tin vậy được thôi cháu nói trước. Mọi người đều biết, chất Balitacel chiết xuất từ cây thông đỏ điều trị ung thư tự nhiên, hiện nay Balitacel và các dẫn xuất của nó đã được sử dụng rộng rãi. Nhưng tác dụng phụ được xác nhận khá lớn, thường trong lúc giết chết tế bào ung thư, người cũng sẽ chết. Tống Phiên Lan chưa nghe xong đã chen vào, cái này mọi người đều biết mà, Minh Cảnh cô đừng cậy mạnh nữa, mấy người kia hùa theo, cô gái nhỏ đúng là điên cuồng, còn tưởng cô ta có thể làm ra cao chưa gì chứ. Tư Minh Cảnh nhắc nhở, cô à, cắt ngang lời người khác nói không phải chuyện danh môn thuộc nữ nên làm, huống gì người ta còn chưa nói xong đâu. Cô kể tiếp, sau khi xác định tác dụng phụ của Balitacel, sư phụ tôi vẫn không từ bỏ. Bà đã chiết xuất một chất thay thế không chứa độc tố tự nhiên từ loài rắn rừng xanh, đặt tên cho nó là Balita Cell động vật. Tất cả bọn họ đều bất ngờ, không chứa độc tố tự nhiên ư, đây chính là phát hiện vượt thời đại đó. Tống phiên lan lớn tiếng, chém gió, Balitacel động vật chính là nghiên cứu tâm huyết mấy chục năm của ông nội. Cô còn dám nói không chiếm đoạt. Tư minh cảnh giả vờ rơi nước mắt, cô à, cô vu khống con, cô nói con chiếm đoạt, cô có chứng cứ không tống phiên lan bực mình chứng cứ ở trong thư phòng ông nội thứ cô vừa nói chính là tài liệu nghiên cứu của ông nội tư minh cảnh có phần kiêu ngạo nếu dựa theo cô nói như vậy ông cố lẽ nào điểm đột phá ông tìm được giống hệt với phát hiện của sư phụ cháu tống lão ra vác gậy đi tới phiên lan đến thư phòng cầm tài liệu của ta qua đây tư minh cảnh may quả nhiên bị dạy hư ở lam ngục tinh rồi ông ta đánh cô không may bị cô giữ lại cây gậy trộm đồ còn bịa ra một sư phụ gta bảo phiên lan Đi lấy tài liệu ghi chép thí nghiệm nghiên cứu mấy chục năm nay của ta ra đây, hôm nay chúng ta đối chất trước mặt mọi người. 5 phút sau khi tài liệu được lấy ra. Bộ trưởng Tư xác nhận, đây xác thực là thành quả nghiên cứu của Tống lão gia, Phương Tĩnh đứng bên cạnh phán xét, minh cảnh trông có vẻ cũng khá ngoan ngoãn, sao cô ta lại dám chiếm thành quả nghiên cứu của ông cố làm của riêng. Tống Phiên la nhếch mép, Tư Minh Cảnh, bây giờ cô quỳ xuống trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm và xin lỗi, có lẽ ông nội vẫn có thể tha thứ cho cô. Tư Minh Cảnh không hề chịu thua kém, ông Cố, ông xác thực điểm đột phá ông tìm được là cái này không có cái nào khác đúng không tống lão ra nhíu mày chuyện đã bày ra trước mắt mày còn muốn làm trò yêu gì tư minh cảnh tự tin lôi ra tờ giấy thật ra lời của cháu vẫn chưa nói hết vậy coi như sư phụ cháu và ông cố đều phát hiện rắn rừng xanh có thể tinh luyện ra balita xeo động vật không có độc tố tống lão ra quát mắng ăn nói vớ vẩn con nhóc mày đúng thật là hết thuốc chữa mấy lời này của ông ta lập tức bị đứa trẻ con như tiểu bạch chửi ngược lại ông già chú ý thái độ nói chuyện của ông tống phiên lan càng tức giận cô rõ ràng muốn chiếm đoạt một nửa vinh quang của ông nội tôi đồ ăn trộm tư minh cảnh giơ tờ giấy trong tay lời không thể nói như vậy có phải cướp đi thành quả nghiên cứu của ông cố hay không đợi tôi nói xong rồi hãng định đoạt ông cố ông có chắc balita cell động vật có thể chữa được ung thư không tống lão gia khẳng định đó là đương nhiên không có thử nghiệm lâm sàng làm sao dám dễ dàng kết luận lão gia đã thành công chữa khỏi hơn 10 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối những bệnh nhân này đều hồi phục rất tốt sau phẫu thuật lão già mới dám nói bản thân đã tìm được điểm đột phá một vị khách lên tiếng các vị thực không giấu gì tôi chính là một trong những bệnh nhân được tống lão gia chữa khỏi tối nay đặc biệt mang theo vợ tôi đến bày tỏ cảm kích với tống lão gia tư tiểu thư cô đánh cắp thành quả nghiên cứu là sự thật không thể chối cãi đừng ngụy biện nữa tư minh cảnh mỉm cười vị tiên sinh này hiện tại thứ tôi thiếu nhất chính là một bệnh nhân được chữa khỏi lâm sàng tôi muốn ông xác minh một chuyện sư phụ tôi phát hiện balita cell động vật có thể chữa khỏi bệnh ung thư lúc đầu vui mừng khô xiết nhưng sau đó trải qua nhiều lần thử nghiệm lâm sàng đã phát hiện bệnh nhân được chữa khỏi đều để lại di chứng đó chính là chưa kịp nghe cô nói xong vị khách đã chen lời không có di chứng Tư Minh Cảnh nhếch mép, ông chắc chắn. Sau khi ông khỏi bệnh, không bị rối loạn chức năng tình dục ư? Vị khách kia đứng tim, sao? Sao cô biết? Vợ ông ta cũng căng thẳng, Tư tiểu thư cô có cách gì hóa giải sao? Tống lão ra hoảng hốt, cái này, làm sao có thể? Bệnh nhân không ai phản hồi có di chứng, Tư Minh Cảnh vứt mấy tờ giấy xuống đất, chuyện này rất khó nói, bệnh nhân làm sao dễ dàng mở miệng nhắc đến được. Tống lão ra suy sụp quỳ xuống, không thể nào. Đây, đây không phải sự thật. Tư Minh Cảnh nhớ lại, 10 năm trước, Sư phụ tôi đã chiết xuất thành công Balita Cell động vật, đồng thời nói tin tốt này cho tống lão gia biết. Vì tống lão gia từng là sư huynh mà sư phụ tôi tín nhiệm nhất, không ngờ tống lão gia lại âm thầm hạ độc thủ với sư phụ tôi, độc chiếm thành quả nghiên cứu khoa học của bà. Tư Minh cảnh lớn tiếng khẳng định: các vị, Balita Cell động vật không thích hợp, cô thẩm đắc ý. Tên cận bã này có lẽ nằm mơ cũng sẽ không ngờ sư phụ mình chẳng những không chết, sau đó còn đến lam mục tinh truyền dạy y thuật cho mình. Cô nhấn mạnh, nhưng sau này sư phụ tôi đã có đột phá mới bà phát hiện một loại cây linh sam có lá vàng quanh năm ở Lam Ngục Tinh. Balita cell chiết xuất được thật sự không độc hại. Và nhờ đó chữa khỏi cho hàng trăm bệnh nhân ung thư, sau phẫu thuật cũng không ai tái phát hoặc để lại di chứng. Nếu hai người bằng lòng thử xem, tôi có thể bắt tay điều trị, chữa khỏi được hay không nửa tháng sau sẽ rõ. Vị khách kia vui mừng quỳ xuống xin cô, bằng lòng, bằng lòng, tôi bằng lòng, bộ trưởng Từ cũng vui vẻ, "Tư tiểu thư." Ông bắt tay với cô, nếu tất cả những thứ cô nói đều là thật, cô sẽ là người có công lớn nhất trong việc đánh bại ung thư, Tư Minh cảnh mỉm cười. Không phải tôi, là sư phụ tôi, cả Tiểu Bạch cũng hào hứng ôm chân cô, cảnh cảnh, sư phụ cô lợi hại quá, cô cũng lợi hại nữa. Tống Phiên Lan đứng sau chứng kiến tất cả không thể không tức trong lòng, đầu tiên là nhắc đến Balita Sel động vật, mình đương nhiên cho rằng thứ cô ta nói là điểm đột phá mà ông nội tìm được, cái này rõ ràng chẳng phải đang đào hố để mình nhảy sao, đúng là tâm cơ. Kế hoạch của ông nội căn bản vô dụng, xem ra vẫn phải do mình đích thân ra trận rồi, áp dụng phương án thứ hai, đêm nay mình nhất định phải hòa một ván. Tống Phiên Lan chạy đến nắm tay Tư Minh Cảnh, Minh Cảnh đều là lỗi của cô cô mong con tha thứ tư minh cảnh cũng không làm khó cô à con bỏ qua cho cô tống phiên lan mỉm cười cảm ơn con minh cảnh thật tốt cô cô ta giả vờ nhìn thấy minh cảnh vòng tay này rồi giơ chiếc vòng lên cao mọi người mau nhìn này đây chẳng phải chiếc vòng kim cương vô giá mà bạch tiểu thư đánh mất 5 năm trước sao sao lại ở trên tay minh cảnh tư minh cảnh lập tức hất tay phiên lan rồi nhân mặt giấu tay sau lưng cô à cô đang nói gì vậy phiên lan hừ một tiếng giả điên giả ngốc Phương Tĩnh ở bên kia giả vờ hốt hoảng, tôi nghe nói là bị người ta trộm mất, trao thưởng hậu hĩnh cũng không tìm lại được đấy, có điều, lúc vòng tay của Bạch tiểu thư bị mất, Minh Cảnh vẫn chưa ra đời nữa, Tống Đằng Phi giật mình nhắc nhở cô ta, cô bớt nói hai câu lại đi. Xung quanh náo loạn, chuyện gì vậy? Lẽ nào tư giao không những giết người mà còn trộm cắp? Tư Minh Cảnh nhíu mày, cô à, con nghe không hiểu, vòng tay của con có vấn đề gì sao? Tống Phiên Lan kiêu ngạo kể, tôi nhớ chị dâu tư giao đã chết của tôi, vô cùng sùng bái Bạch tiểu thư, còn có hơi thân thiết với Bạch tiểu thư. Chuyện này phải nói từ 5 năm, năm trước năm đó mạc ngân hà đã chi hàng trăm triệu mua một vòng tay kim cương trắng cho bạch tiểu thư chị dâu cũng rất thích vòng tay đó tôi luôn khuyên chị dâu bình tĩnh không ngờ cuối cùng vẫn là cô ta buồn bã chị dâu đúng là hồ đồ cô ấy chính là đệ nhất danh viện lam tinh sao lại có thể làm ra loại chuyện hạ giá này chứ tư minh cảnh không hề sợ hãi mà đáp trả cô là nói chiếc vòng tay trên cổ tay tôi vốn là của bạch tiểu thư bị mẹ tôi trộm mất tống phiên lan giả vờ đồng cảm minh cảnh cô biết con nhất thời không chấp nhận được nhưng không phải lỗi của con Tư Minh Cảnh vội nói lớn với bà lão, "Dạ lão phu nhân, cháu không tin lời của cô cháu." Chiếc vòng tay này rõ ràng là cháu gái của bà cho cháu mượn đeo. Cô chắc chắn, với thân phận của cháu gái bà, làm sao có thể đi trộm vòng tay của người khác chứ, còn đưa vòng tay trộm được cho cháu đeo, cô ấy ngốc sao? Khách dự tiệc xung quanh đều nhìn ra, cái trên tay cô ấy đeo là vòng tay kim cương hồng phấn mà. Lúc đó chuyện Bạch tiểu thư mất vòng tay đã náo loạn rất lớn, tôi nhớ rõ cái bị mất là vòng tay kim cương trắng, còn không phải đang vu oan cho người ta sao? Tống Phiên Lan hoang mang cực độ làm sao có thể như vậy quay trở lại sáng hôm đó trong phòng thay đồ dạ lão phu nhân đã đưa vòng tay cho cô quả nhiên chiếc vòng màu hồng phấn này rất hợp với màu da của cô cũng rất hợp với lễ phục tư minh cảnh do dự cháu nhìn có vẻ rất đắt cháu bà lão thuyết phục cô không đắt cháu gái ta nói đồ trong phòng đều có thể cho mượn cô ngàn vạn lần đừng cảm thấy gánh nặng dạ lão phu nhân nghe vậy liền ném ly rượu xuống đất cô nói cháu gái tôi trộm vòng tay của chị dâu nó ư tống tiểu thư hôm nay tốt nhất cô nên nói rõ ràng chuyện này nếu không đừng trách bà già tôi không khách sao gia nhiệm bạch cũng mắng chửi cô ta cô dám vu oan cô tôi trộm đồ của mẹ tôi tiểu ra sẽ không thai cho cô vệ sĩ và miệng cô ta cho tôi hai tên vệ sĩ lập tức nghe lệnh đi tới chỗ tống phiên lan tư minh cảnh nghĩ thầm hóa ra bạch tiểu thư trong miệng tống phiên lan lại là bạch cửu tư mẹ của tiểu bạch tống phiên lan đẩy bọn họ ra cút ra hết cho tôi vòng tay lúc trước đầu cô ta tức giận nhớ lại vòng tay đó mình vô cùng thích nhưng mình có thích cũng không cách nào đeo ra ngoài được mỗi lần chỉ có thể giấu trong hộp trang sức một mình thưởng thức. Hôm nay bỏ đi thứ yêu thích cho tiện nhân này đeo lên, chuẩn bị phóng ra đại chiêu, sao bây giờ vòng tay trên cổ tay cô ta lại đổi thành cái khác? Tống Phiên Lan phẫn nộ nắm tay Minh Cảnh. Cô giấu vòng tay ở đâu? Rõ ràng tôi nhìn thấy cô đeo trên cổ tay. Tư Minh Cảnh vô cùng bình tĩnh, "Cô à, trước mắt bao người, làm sao con có thể đổi vòng tay được?" Cô ta vội vàng sờ lung tung, cô chắc chắn đã giấu ở trong người, tôi phải lục soát người. Tư Minh Cảnh cũng cạn lời rồi, "Cô à, trước mặt công chúng, cô như vậy cũng quá thất lễ đó." Tư Minh Cảnh liền lùi ra một bước làm Phiên Lan vấp chân rồi cô ta té dập mặt xuống đất vòng tay trắng trong túi sách cô ta rơi ra đây là chiếc vòng tay bị mất của bạch tiểu thư sao lại rơi ra từ trong túi của tống phiên lan bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ lẽ nào do tống phiên lan trộm phiên lan sợ xanh mặt không phải như vậy là cô ta là cô ta vòng tay rõ ràng đã đeo trên tay cô ta tư minh cảnh vốn dĩ đã có kế hoạch từ trước cô tính kế hãm hại tôi trước cô bất nhân tôi đành phải bất nghĩa thôi có lẽ vì ngày tháng của lam ngục tinh quá nhàm chán đến mức những tên tội phạm nghiêm trọng phạm phải hàng ngàn vụ trộm cắp lớn đều muốn nhận mình làm đồ đệ ép mình luyện kỹ thuật trộm và tốc độ tay hôm nay lại phát huy công dụng rồi tư minh cảnh đứng đó cười nhạo phiên lan cô đang nói gì vậy chứ giá dạ, lão phu nhân nhìn thấy liền nhận ra đây chính là vòng tay bị mất của a cửu nhà tôi sao lại rơi ra từ trong túi của tống phiên lan mọi người đều chỉ trích tống phiên lan vừa rồi động tay động chân là muốn giấu tăng vật lên người tư minh cảnh đúng không may mà tư minh cảnh đẩy nhanh bằng không chẳng phải hết đường chối cãi rồi sao hóa ra vòng tay do tống phiên lan trộm cô ta còn muốn giá họa cho tư giao đúng là vô sỉ mà tống đằng phi lập tức tát phiên lan mày muốn hại chết cả tống ra sao anh phẫn nộ bạch tiểu thư là cái vảy ngược của mạc ngân hà nếu hắn truy cứu tống ra chúng ta gánh không nổi đâu trong lòng anh tức điên lên vòng tay kia là phiên lan trộm vài năm trước hiện tại lại giá họa cho minh cảnh trước mặt dạ lão phu nhân ngu xuẩn đến cực điểm trong lúc bọn họ đang ồn ào cãi nhau tiểu bạch đã quay đầu nhận ra là bố tôi lúc này mạc ngân hà mới xuất hiện cậu bé khoe bố ơi bố mau đến nhìn này đây là vòng tay của mẹ sao anh ngạc nhiên vòng tay ư ừ. Mạc Ngân Hà nhìn thứ trong tay Tiểu Bạch, ở đâu ra? Tiểu Bạch chỉ tay, phụ nữ xấu xa kia trộm đó, cô ta còn muốn vu oan cho người phụ nữ của tiểu gia, ghê tởm quá đi. Tống Phiên Lan sợ hãi cố giải thích, không phải, không phải em, xin hãy nghe em giải thích, trong lòng Phiên Lan hoang mang, chuyện không nên như vậy chứ, mình rõ ràng muốn giá họa cho Tư Minh Cảnh, khiến Mạc Ngân Hà ghét Tư Minh Cảnh mà. Tại sao cuối cùng người xui xẻo lại là mình? Mạc Ngân Hà lạnh lùng nhìn cô ta rồi ra lệnh cho thuộc hạ, gọi điện thoại cho bộ ngoại giao nước A, bảo bộ ngoại giao nước A cho tôi một lời giải thích tống đằng phi cũng lên tiếng dùng em gái mà tiên sinh hiểu lầm đây chỉ là hiểu lầm thôi mấy vị khách xung quanh đều cười nhạo tống phiên lan đã trộm vòng tay của thái tử phi đế quốc atlante ic đây chẳng phải đang tìm chết sao tống đằng phi cố tìm một con đường thoát có thể giải quyết riêng không tôi sẵn sàng bồi thường bồi thường gấp đôi thuộc hạ bên cạnh ngân hà lập tức mắng lại anh là thân phận gì cũng xứng giải quyết riêng với các hạ chúng tôi muốn giải quyết riêng bảo bộ ngoại giao các người đến đại sứ quán đế quốc atlante IC của chúng tôi ở đế đô nước a à nói chuyện mạc ngân hà đứng đó im lặng nhìn con trai Tiểu Bạch gọi anh. Ố, chỗ này chơi chẳng vui tí nào. Bọn họ đều muốn ức hiếp người phụ nữ của Tiểu Gia. Tiểu Gia không muốn ở đây nữa. Cậu đòi kéo Tay Minh Cảnh, Cảnh Cảnh. Cô đi cùng Tiểu Gia. Bài tập về nhà của Tiểu Gia vẫn chưa làm xong. Tư Minh Cảnh dỗ cậu. Tiểu Bạch, thuốc cô mang về từ Lam Ngục Tinh vẫn còn ở nhà ông nội tô. Đêm nay cô không về cùng mọi người được. Cô phải đến nhà ông nội tô một chuyến để cô toa thuốc cho Tạ Tiên Sinh. Minh Cảnh liền sợ bay màu khi nhìn thấy bộ dạng bực mình của Ngân Hà. Ánh mắt người đàn ông này nhìn mình, không đúng cho lắm. Đây chẳng phải là trong nụ cười giấu dao sao? Xem ra tối nay mình gặp rắc rối rồi. Cô vừa quay lưng, "Chuyện chữa bệnh này tôi không thể chậm trễ, tôi đi trước." Đúng lúc này Mạc Ngân Hà nhanh chóng kéo tay cô. "Muốn chữa bệnh, có phải cũng nên có thứ tự đến trước tới sau không? Tối nay tôi nên uống thuốc gì?" Mạc Ngân Hà nhíu mày nghĩ thầm, mùi hương đó quả nhiên tản ra từ trên người cô ta, Tư Minh Cảnh chính là A Cửu ư? Tư Minh Cảnh căng thẳng suy nghĩ, nhìn cái gì mà nhìn, lẽ nào anh ta đã đoán được rồi? Mình giả mạo người trong lòng anh ta, còn ghé vào lòng anh ta ngủ cả đêm, to rồi. Tư Minh Cảnh nói anh mạc tiên sinh anh buông tôi ra trước tôi có thể tự đi mạc ngân hà vẫn nhất quyết kéo tay cô vậy sao tôi còn tưởng cô đã quên cửa nhà phải đi hướng nào rồi anh thẳng tay ném cô vào trong xe tư minh cảnh cũng hỏi chấm tiếp lời kiểu gì đây tiểu bạch thấy thế lại vô cùng vui vẻ bố bố ngầu quá biết giúp con cướp vợ luôn mạc ngân hà không cãi nổi con trai mình lên xe về nhà về đến biệt thự giả ra, ra tư minh cảnh nhanh chân chạy trước tiểu bạch giả phu nhân mạc tiên sinh ngủ ngon tôi về tòa nhà phụ tắm rửa nghỉ ngơi trước đây đột nhiên lúc này có một bàn tay kéo váy cô tiểu bạch cười cảnh cảnh chúng ta tắm chung đi sau lưng tiểu ra khâu trả được cô giúp tiểu ra trả lưng nha mạc ngân hà lúc này liền xách cậu ta lên ứng cứu cho minh cảnh đi làm bài tập tiểu bạch vẫn dễ đành đạch con muốn tắm cùng cảnh cảnh tắm xong rồi làm bài tập mạc ngân hà lớn tiếng cảnh cáo con trai mình nam nữ khác biệt cho con nửa tiếng làm bài tập nửa tiếng sau bố sẽ kiểm tra làm không xong cẩn thận cái mông con tiểu bạch không hề vừa cậu ta chồng mông lên trời tiểu ra vừa thả rắm hy vọng gió có thể thổi nó đến miệng bố một lúc sau tại phòng tắm tư minh cảnh vừa ngâm bồn vừa đau đầu suy nghĩ mạc ngân hà không dễ lừa gạt tối nay chắc chắn anh ta đã đoán ra bản thân nhận nhầm người rồi mình nên tự thú hay liều chết không nhận đây cô ra khỏi bồn tắm cứ trốn tránh mãi cũng không tốt hay là thẳng thắn nhận khoan hồng đi nói thì nói nhưng cô vẫn do dự nhưng mà hắn trông có vẻ không dễ chọc phát hiện hôn nhầm người có nên giết người diệt khẩu không đây tư minh cảnh rời phòng cô tự an ủi bản thân bỏ đi đi bước nào hay bước đấy vừa bước ra phòng tắm cô liền giật mình nửa đêm nửa hôm sao anh lại ở phòng ngủ của tôi tư minh cảnh cạn lời rồi đây cũng cố chấp quá rồi đó quả nhiên không sai người đàn ông này không dễ chọc cô nhìn mạc ngân hà nếu biết bản thân đã hôn nhầm người lỡ như các cổ mình giết người diệt khẩu thì sao hay là kiên quyết phủ nhận tới cùng mạc ngân hà đột nhiên đứng dậy rồi tiến sát lại gần tư minh cảnh đừng động cô hoảng loạn anh anh làm gì vậy cô nhõng nhẽo làm nũng anh mạc à chuyện này anh biết tôi biết tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết đâu còn chuyện tôi ngủ trong vòng tay anh nguyên một đêm, nếu trong lòng anh vẫn không chấp nhận được thì anh cứ coi tôi như là con chó con mèo đi." Mạc Ngân Hà lập tức khẳng định, "Không đúng, Tư Minh Cảnh ngơ người. Anh ta chắc chắn cô không phải mèo, cũng không phải chó." Tư Minh Cảnh sợ toát mồ hôi hột, chứ giờ chuyện đã tới nước này rồi, anh muốn giải quyết sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, anh ta nói vậy chẳng lẽ anh ta không muốn cứ vậy mà bỏ qua sao? Mạc Ngân Hà vẫn hờ hững, "Không vội." Tư Minh Cảnh liền lớn tiếng, "Anh không vội nhưng tôi vội, đêm hôm một người đàn ông tự nhiên ở lì trong phòng của tôi." anh không xấu hổ chứ tôi xấu hổ dữ lắm. Tôi, mặt cô nóng bừng, Tư Minh Cảnh suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy, cảm giác sắp không khống chế được muốn biến hình. Đầu óc hơi choáng, đang trong kỳ động dục sức lực rất yếu cho nên trong yến tiệc là không nên uống rượu, nhưng trời ơi, men đang xe lên, Mạc Ngân Hà hỏi cô, làm sao vậy? Anh đột nhiên tiến lại nâng mặt cô lên, có chỗ nào không thoải mái sao? Tư Minh Cảnh hoảng loạn rồi, không đúng, anh ta có vấn đề. Cô vội vã hất tay Mạc Ngân Hà, rồi chạy khỏi vòng tay anh ta. Mạc Ngân Hà, anh xịt nước hoa để hạ độc tôi hả anh muốn làm gì tôi đồ biến thái mạc ngân hà trêu chọc cô làm gì sợ vậy tôi chỉ muốn nghiệm chứng một chút xíu thôi mà và 7 năm trước đó bạch cửu tư cũng từng có phản ứng như vậy mạc ngân hà anh là tên khốn kiếp anh không thích nước hoa em tặng cho anh sao em đã mất một năm để học cách chế tạo nước hoa đây là loại hương thơm mà em thích nhất trong thời kỳ phát tình cô ta đỏ mặt ấp úng trong thời kỳ phát tình nếu như em ngửi thấy mùi hương này chưa đầy 15 phút toàn bộ cơ thể em sẽ mềm nhũn và biến trở lại hình dạng rồng chỉ có thể quấn lấy anh, vẻ đẹp bất tử. Nước hoa này là độc nhất vô nhị, nhưng nó chỉ khác với em thôi, khi em trao nó cho anh, chính là trao cả mạng sống của mình cho anh, sao anh dám ghét bỏ hả? Cô giận dỗi bỏ đi, anh không cần thì thôi vậy, em sẽ đi tặng nó cho Khúc Lưu Thương, chắc chắn anh ấy sẽ rất thích, không quan tâm anh nữa. Mạc Ngân Hà vội kéo tay Bạch Cửu ta, đợi đã. Anh khẳng định với cô, anh muốn. Quay trở lại hiện tại, Tư Minh cảnh vô cùng khó hiểu, ủa anh bị điên hay gì, nghiệm chứng cái gì, chả biết anh đang nói cái gì cả tôi phải rời khỏi đột nhiên lúc này cô chật chân rồi ngã vào vòng tay mạc ngân hà lập tức biến thành rồng mặc kệ minh cảnh vùng vẫy nói bỏ ra mạc ngân hà càng hạnh phúc bé cưng lâu quá hà mặc dù ngoại hình của em đã thay đổi nhưng bộ dạng rồng của em vẫn giống hệt như trong trí nhớ của anh tư minh cảnh bực mình ủa anh bị bệnh tương tư hay là đầu óc anh bị vô nước vậy đã nhận sai người còn muốn mắc thêm nỗi lầm nữa hả đồ khốn bỏ tôi xuống anh ta lại càng không nghe mà chọc lét làm cô cười lớn mạc ngân hà anh mau bỏ tay ra dừng lại ngay tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu, anh chờ đó, cả người không còn sức nhưng vẫn thấy dễ chịu. Mạc Ngân Hà, anh hạ độc gì với tôi vậy? Mạc Ngân Hà nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ si tình, "Đừng sợ, không phải hạ độc, cái này chỉ là trợ giúp em vượt qua kỳ động dục thôi." Anh càng chắc chắn hơn, đây chính là bé Cưng mà tôi quen biết, bé Cưng đã từng nói nước hoa này chỉ nhắm vào cô ấy thôi. Như vậy Tư Minh cảnh chính là bé Cưng của tôi, chắc chắn không thể nghi ngờ nữa. Tư Minh cảnh lớn tiếng móng, "Anh đi rồi, khốn nạn, biến thái." Mạc Ngân Hà vui vẻ ôm cô vào lòng, "Đi, để anh đưa em đi xem cái này." tư minh cảnh vùng vẫy cố thoát ra nhưng không nổi nè anh muốn đưa tôi đi đâu tôi không phải bé cưng của anh anh nhận sai người rồi ngay cả vợ mình trông như thế nào cũng không biết sao trông gì mà ngu như bỏ vậy anh dẫn cô vào phòng ngủ rồi cho cô xem đống ảnh mặc dù không hiểu tại sao em lại thay đổi hình dạng và trở thành con gái nhà họ tống nhưng anh có thể chắc chắn em chính là vợ của anh bạch cửu tư tư minh cảnh ngơ ngác nhìn đống hình ê nay chẳng phải là tôi sao cô đau đầu mà đây không phải là tôi đâu chúng tôi là cùng tộc rồng nên mùi hương diện mạo giống nhau là chuyện bình thường anh mặc à người chết thì cũng đã chết queo rồi anh hãy nhìn về tương lai dùng cái đi cô hoang mang tôi có bao giờ chụp tấm hình này đâu trời con rồng trong ảnh là bạch cửu tư mà mạc ngân hà nhắc đến đây sao sao người này với mình như một cặp song sinh vậy mạc ngân hà thích thú xịt vào người cô nhầm hay không nhầm đúng hay sai lòng anh hiểu rõ mà tư minh cảnh bực mình né đống nước anh còn phun độc ra nữa mạc ngân hà anh là kẻ giết người anh ta vẫn dịu dàng xoa đầu cô đừng phản kháng lại anh thời kỳ động dục sẽ rất khó chịu nước hoa sẽ làm cho em dịu đi, hãy tin anh. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Mạc Ngân Hà mở cửa, chuyện gì vậy nhóc? Tiểu Bạch hào hứng khoe, ba, ông đây làm xong bài tập rồi nè, mau kiểm tra giúp ông đây đi. Mạc Ngân Hà quay đầu nói, anh đi ra ngoài một lát. Chờ anh quay lại nha bé, trong lúc đó, Tư Minh Cảnh đang tận hưởng mùi nước hoa dễ chịu. Mạc Ngân Hà đứng ngoài cửa xem xét rồi gật đầu, tốt lắm, làm đúng tất cả, Tiểu Bạch nghe vậy thì đắc ý, thấy con lợi hại chưa, anh nhắc nhở con trai, rồi đi ngủ đi. Tiểu Bạch không đồng ý, không ngủ, ông đây muốn đi tìm cảnh cảnh, hôm nay chị ấy bị người ta bắt nạt, ông đây muốn đi an ủi người phụ nữ của mình. Mạc Ngân Hà liền kéo áo con trai. Nhắc nhở cậu ta, cô ấy không phải người phụ nữ của con, buổi tối con càng không được đi tìm cô ấy, Tiểu Bạch lớn tiếng mắng. Ba không có vợ nên ba cũng không cho con trai của ba có vợ luôn hả, đã vậy còn chưa cắt đôi uyên ương nữa, chưa thấy ông ba chồng nào mà tranh chua như bà á. Mạc Ngân Hà hết nói nổi, chỉ đánh bế cậu ta vào phòng ngủ. Ngoan, đi ngủ trước đã, Tiểu Bạch vùng vẫy, con không ngủ, con muốn đi tìm cảnh cảnh bỏ con xuống không ngủ cocn muốn cảnh cảnh mạc ngân hà trong lòng tức muốn sôi máu muốn đấm nó dễ sợ nhưng mà lúc trước cũng nhờ thằng nhóc này đưa a cửu về nhà cũng coi như nó có công lớn anh ném cậu bé xuống giường tiểu bạch con muốn giữ cảnh cảnh mãi mãi ở trong nhà này không cậu ta hét lớn đương nhiên rồi mạc ngân hà mỉm cười vậy ba cưới cô ấy về giúp con nha thế nào anh suy nghĩ mặc dù sẽ phải mất một thời gian để chấp nhận việc a cửu đã thay đổi thành một gương mặt hoàn toàn xa lạ nhưng điều đó hoàn toàn có thể tiểu bạch lập tức cãi lại không được không thể ba ba không được nhớ thương vợ của con cảnh cảnh là của ông đây mạc ngân hà tự tin con có thể cưới cô ấy sao tiểu bạch vô cùng kiêu ngạo giờ ăn đây lần nào ăn cơm cũng ăn hai chén cảnh cảnh nói chị ấy sẵn sàng chờ ông đây lớn lên nữa kìa anh cũng cạn lời với con trai mình giữ chưa đó cũng chỉ là bản tính mẹ con thôi có cái gì mà phải khoe khoang anh ném cậu ta xuống giường ngủ đi tiểu bạch nhất quyết không chịu không ngủ ông đây phải đi tìm cảnh cảnh tối nay chị ấy bị người ta bắt nạt rồi ông đây sợ chị ấy khóc nhè Mạc Ngân Hà buộc phải cảnh cáo, buổi tối mà con dám mò vào phòng phụ nữ. Ngày mai ba sẽ đuổi cảnh cảnh đi ngay lập tức, hiểu chưa hả? Cậu bé lập tức lộ sừng rồng, không được. Không được đuổi cảnh cảnh đi. Mạc Ngân Hà bực mình, nó không phải do con quyết định. Lúc này dạ thâm vội ôm tiểu bạch, chờ đã, anh, anh không được đánh con nít. Mạc Ngân Hà giải thích, anh đánh hồi nào, dạ thâm thuyết phục anh, anh trai trong công hàn việc, cái chuyện dỗ cho thằng cu này ngủ cứ để em lo. Dỗ dành con nít là nghề của em mà, rồi cậu hỏi tiểu bạch, có chuyện gì vậy cháu yêu của chú tiểu bạch tức giận la lên ba không cho con đi tìm cảnh cảnh cậu ta khóc lớn con muốn chiếm làm của riêng cho mình đúng là đồ biến thái hạng nặng đồ con ma háo sắc thượng thừa mạc ngân hà mặc kệ thằng bé mà chạy về phòng anh về thế nhưng bên trong trống trơn chạy đâu rồi anh nhớ lại cô ấy đã từng đem chảm long hương khắc chế bản thân giao cho tôi điều đó tượng trưng cho sự ỷ lại và tình yêu sâu sắc thực sự nhưng bây giờ sau khi sử dụng chảm long hương cô ấy lại nóng lòng muốn chạy trốn khỏi tôi mạc ngân hà tức du người 5 năm năm lại giống như năm năm trước phải bỏ rơi anh như vậy sao anh sẽ không cho em cơ hội bên ngoài hành lang tư minh cảnh chạy muốn đứt hơi cô thầm nghĩ tiểu bạch đúng là cứu tinh của tôi mà thằng bé đã cho tôi một cơ hội trốn thoát tôi chưa bao giờ thích bị người khác quản chế cả cô thở hồng hộc biến trở lại ban đầu rồi chết tiệt cái nước hoa mắc dịch mặc dù tôi đã trở lại hình dạng con người nhưng chân tôi vẫn còn yếu và tôi không thể chạy xa được cô suy nghĩ nhưng mà cũng không phải không có khả thi cánh cửa phòng bất thình lình mở ra tiểu bạch vừa khóc vừa chạy vào lòng minh cảnh 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 chị đến rồi hả cô chạy đến chỗ cậu sao khóc vậy cưng tiểu bạch nhào vào ôm cô cảnh cảnh chị đừng đi chị ở với em đi mà cô an ủi cậu được rồi chị luôn ở bên em mà trong lòng tư minh cảnh đã sớm này ra kế sách tôi chưa thể đi xa được trước mắt mà nói phòng ngủ của tiểu bạch là an toàn nhất mạc ngân hà tôi cũng không tin anh dám làm trò sang bậy với tôi trước mặt con trai anh lúc này mạc ngân hà liền xông vào bên trong anh có chút đau lòng cô ấy phòng bị tôi đến mức này sao Dạ thâm vội lên tiếng, anh phải nói cô Tư lợi hại thật, cổ vừa đến là tiểu bạch nín liền. Hay anh để cô Tư dỗ tiểu bạch ngủ một đêm đi. Tư Minh cảnh an ủi, đừng khóc nữa, chị hứa tối nay chị sẽ ngủ với em. Tiểu bạch ôm chặt cô, cảnh cảnh. Ông đây biết là chị sẽ không rời bỏ ông mà. Dạ thâm chỉ đành đẩy ngân hà đi, cứ đi ra ngoài trước đã. Tiểu bạch đột nhiên nhảy xuống, chờ em chút. Cậu bé đá cánh của một cái thật mạnh, con sẽ không cho ba bất luận cơ hội nào được đem cảnh cảnh đi đâu. Mặc ngân hàng ngoài cửa tức đến run người muốn đạp cửa xông vào may mà có dạ thâm ngăn lại tiểu bạch đóng cửa xong thì vui vẻ nhảy lên giường cảnh cảnh em muốn nghe chị kể chuyện trước khi ngủ minh cảnh đồng ý được lúc nhỏ mẹ chị cũng thường hay kể chuyện cho chị nghe trước khi ngủ để chị kể lại cho em nha ngày xưa ngày xưa hành tinh xanh có bốn khối lục địa lục địa atlante lục địa mẫu lục địa lemuria và lục địa họ có một nền văn minh huy hoàng nhưng sau đó lại bị một cơn đại hồng thủy thời tiền sử nuốt chửng hàng vạn cư dân cùng lục địa đều bị nhấn chìm vào dưới đáy biển tiểu bạch hào hứng ôm cô cảnh cảnh em biết chuyện này nè. Ông đây chính là tiểu hoàng tôn của đế quốc Atlante IC, hay còn là đích hoàng trưởng tôn. Sau này cảnh cảnh chị chính là người phụ nữ được sủng nhất của đích hoàng trưởng tôn này, Tư Minh cảnh liền bật cười. Sáng hôm sau, Dạ Thâm mỉm cười với cô, "Chào buổi sáng, cô Tư, còn Tiểu Bạch lại chỉ chăm chú đút cho Minh cảnh, cảnh cảnh, ăn thử cái này đi." Minh cảnh gật đầu, "Cảm ơn Tiểu Bạch." "Ăn ngon quá à?" Trong đầu cô lại thầm chửi Mạc Ngân Hà, nhìn cái gì mà nhìn. Lúc này Dạ Thâm hỏi Minh cảnh, "Cô Tư, Tôi nhớ cô nói là sau khi anh trai tôi uống hết 3 lần thuốc là có thể trị liệu bằng châm cứu. Vậy cô tính khi nào châm cứu cho anh? Châm cứu mỗi ngày hay sao? Tư Minh cảnh ngập ngừng, cái này, cô thầm nghĩ, nếu tối qua không bị cưỡng ép bắt đi thì tôi đã không phải chịu gánh nặng tâm lý như vậy. Bây giờ, chết tiệt thật, chẳng phải giờ ngày nào cũng phải đối mặt với anh ta hay sao? Tư Minh cảnh muốn khóc lắm rồi, không nên áp dụng phương án trị liệu trong nguy hiểm để giành thắng lợi, một bước sai lầm sẽ dẫn đến những bước sai lầm khác, trời muốn hại tôi, trốn cũng không thoát. Dạ thâm lại hỏi tiếp, mà cô tư châm cứu ở đâu vậy trên chán hay sao tư minh cảnh ngập ngừng ngực dạ thâm sốc bay màu cậu ta sợ toát mồ hôi anh trai tôi vì chị dâu mà thủ thân như ngọc hận không thể che mặt bằng một tấm màn đen để ngăn cách với những người phụ nữ khác cô tư đây là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của anh trai tôi rồi dạ thâm muốn ngăn cản cô tư vị trí này tuyệt đối không được cô hãy nghĩ đến vị trí khác xem sao ví dụ như cánh tay hoặc là chán mạc ngân hà liền nhét táo vào mùng cậu ta có gì mà không thể cứ làm theo đi dạ thâm tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn nghĩ ra tôi hiểu rồi bệnh tương tư của anh trai tôi lại trở nên trầm trọng hơn rồi anh ấy đang muốn mau chóng khôi phục thân thể để đợi chị dâu tôi về đây mà dạ thâm lập tức đập bàn vậy được cô tư ngực thì ngực xin hỏi ngày nào cũng châm hay sao châm liên tục 3 tháng hay gì làm vậy thì ngực của anh trai đầy lỗ thì sao tư minh cảnh thản nhiên có bệnh nào chữa mà không nếm chảy đau khổ không hôm nay khi nào anh mặc rảnh vậy mỗi lần ghim kim yêu cầu nửa tiếng lận Mặc ngân hà vội lên tiếng không thành vấn đề anh ta kéo áo luôn sẵn sàng bây giờ cũng được tư minh cảnh nhìn thấy cảnh đó thì lúng túng kéo tiểu bạch suýt nữa tôi quên mất hiện tại tôi chưa rảnh tôi còn phải đưa tiểu bạch đi học nữa cả buổi sáng tôi cũng có việc chờ xong việc tôi sẽ trở về chăm cứu cho anh mạc ngân hà chấp nhận cũng được anh mỉm cười chờ bao lâu tôi cũng chờ cô hết nói nổi với anh ta rồi vậy vất vả cho anh rồi mạc ngân hà cười tươi như hoa nên làm mà tư minh cảnh hoang mang tột độ sao tôi cứ nghe như kiểu chồng chờ vợ về nhà vậy trời ở ngoài cổng lớn xe ô tô đã đậu sẵn Mạc Ngân Hà lúc này đột ngột trèo lên, chờ chút. Anh ngồi chung với Tiểu Bạch và Tư Minh Cảnh, Tiểu Bạch thắc mắc, "Ba, ba muốn đưa ông đây đi học hả?" Ngân Hà gật đầu, liền lệnh tài xế lái xe. Tiểu Bạch thấy thế thì háo hức sáng cả mắt, "Ba, đây là lần đầu tiên ba đưa ông đây đi học đấy." Tư Minh Cảnh ngơ người, "Lần đầu tiên ư? Ừ. Ba chưa từng đưa con đi học luôn à?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt chê bai, Tiểu Bạch chống nạnh mách tội, "Chưa từng, thậm chí đi học phụ huynh ba còn không thèm đi mà." Toàn là chú ba đi thay ba, Mạc Ngân Hà tức trong lòng mà không nói, trước mặt A Cửu, con đang trách ta không làm tròn trách nhiệm làm cha sao tài xế chỉ đành nhắc nhở tiểu thiếu gia nói nặng quá rồi công việc của ngài ấy ở nước a bận dữ lắm chính vì vậy mới bỏ lỡ vài thời khắc quan trọng trong quá trình trưởng thành của tiểu thiếu gia đây thật ra không giây phút nào mà ngài ấy ngừng suy nghĩ về cậu cả mạc ngân hà thích cậu nhân viên này rồi đấy lát nhất định phải bảo cậu ta ghé phòng tài vụ tăng lương một lúc sau họ đã tới nhà trẻ tiểu bạch nắm tay cả hai người cậu cười hạnh phúc vui quá đi nếu ngày nào cũng như vậy thì tốt rồi cậu vui vẻ vẫy tay tạm biệt hai người con đi học đây Tư Minh Cảnh mỉm cười nhắc cậu, đi chậm thôi, coi chừng đụng vào bạn học. Bạn học nhìn thấy cũng phải khen, nhà tiểu Bạch hạnh phúc quá, được cả ba lẫn mẹ cùng đưa đi học, tiểu Bạch lại lần nữa khẳng định chủ quyền, là vợ từ đó. Tư Minh Cảnh cạn lời rồi, nghiêm túc chút đi trời, lúc này Mạc Ngân Hà nhìn chằm chằm cô, anh nghĩ thầm, mặc dù khuôn mặt của A Cửu đã thay đổi, nhưng trong xương cốt cô ấy vẫn giống hệt như trước. Anh say mê ngắm, vẫn đẹp cả trong lẫn ngoài, chỉ là, hôm qua hôm kia gì cũng thấy mà có một bộ đồ thôi, cô ấy không có đồ mặc sao? Tư Minh Cảnh lúc này lên tiếng anh mặc, tôi còn có việc tạm biệt nha mạc ngân hà lập tức giữ tay cô chờ chút tới đây với tôi tư minh cảnh hoang mang để anh ta kéo đi làm gì vậy mạc ngân hà đã quyết định đi trung tâm thương mại cô nhìn anh mà thắc mắc làm chi cơ không lâu sau anh đã dẫn cô đến chỗ toàn hàng hiệu rồi dơ một bộ váy ra thử xem tư minh cảnh từ chối anh mặc, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không cần anh mua quần áo giúp tôi mạc ngân hà mỉm cười thân thiện minh cảnh cô suy nghĩ nhiều quá dáng người của cô với em gái tôi khá giống nhau tôi muốn mua đồ cho con bé anh vội kéo tay cô lại đây tư minh cảnh giật mình anh làm gì vậy mạc ngân hà cúi sát mặt cô khiến minh cảnh đỏ mặt con bé cứ luôn mặc có một bộ đồ à tôi muốn tặng cho em ấy một món quà nên cô tư à phiền cô hỗ trợ thử đồ dùng nha cùng lúc đó tiếng máy ảnh vang lên một lúc sau tư minh cảnh gọi nhân viên em ơi giúp chị chút được không chị không kéo lên được nhân viên cửa hàng liền gật đầu thế nhưng người vào trong không phải là nhân viên mà là mạc ngân hà tư minh cảnh cạn cả lời rồi sao lại là anh mạc ngân hà mỉm cười thuận tay, cô hỏi Ngân Hà, anh muốn mua cho em gái anh bao nhiêu bộ? Anh ta đáp lại, chắc cỡ 80 bộ, tôi không thích em ấy mặc trùng đồ. Vì như vậy giống như tôi không cưng chiều em ấy vậy, Minh Cảnh, nên nhớ kỹ, người đàn ông nào mà tiếc tiền mua quần áo cho phụ nữ thì đừng có gả. Người đó vừa không có tiền, lại không có sức hấp dẫn đâu, Tư Minh Cảnh nhắc nhở, anh đang hành tôi đấy, nhưng mà, làm em gái anh thật hạnh phúc. Mạc Ngân Hà đột nhiên áp sát, phải không? Làm người phụ nữ của tôi sẽ càng hạnh phúc hơn, em có thể suy xét. Tư Minh Cảnh lập tức chạy ra ngoài, không cần thử đồ quan trọng hơn cô nhất quyết không muốn làm người của anh ta trong lòng anh đã có người rồi tôi không muốn trở thành thế thân thay thế mẹ của tiểu bạch đâu sau khi thử đồ cô phải khen gu thẩm mỹ của ngân hà mấy bộ váy này đẹp thật mặc ngân hà mê như điếu đổ cái nào cô ấy vừa thử lấy hết nhân viên quanh đó đều bàn tán về địa vị của tư minh cảnh mẫu mới nào cũng mua hết ngài mặc với cô gái kia có mối quan hệ thế nào vậy quá cương chiều đi chẳng lẽ tin đồn tìm bạn trăm năm lúc trước là thật hả ta không phải hiểu lầm à nhưng trước đó tôi đã nói rõ rồi mà toàn bộ bài viết đã bị xóa khỏi toàn bộ mạng rồi. Lúc này thuộc hạ của anh mang máy ảnh tới, thưa ngài, vừa nãy có hai tên phóng viên chụp lén ngài dẫn cô tư đi mua quần áo, tôi đã xử lý xong. Mạc Ngân Hà nhíu mày, tôi bảo phải xử lý hả? Tên thuộc hạ lúng túng, thưa ngài, bọn họ đều là bọn báo lá cải, nếu không xử lý, bọn họ đưa tin lung tung thì mệt lắm. Mạc Ngân Hà nhắc nhở anh ta, tôi có phải là loại người quan tâm đến tin đồn không? Đem thẻ nhớ và máy ảnh trả lại cho người ta đi, nơi này không phải Atlante IC, mà là nước A, anh nhân viên ngơ người, anh ta hoang mang, chẳng lẽ không để bụng sao? Trước đây bất luận tin đồn gì cũng đều bắt phải phong sát hết, chưa bao giờ cho phép bất cứ vụ bê bối nào dính líu đến mình, tựa như một tu đạo sĩ tuân thủ nam đức vậy. Mạc Ngân Hà nói, tôi chỉ là một công dân bình thường, không cần làm gì quá đặc biệt, càng không lấy quyền lực để chèn ép người khác. Một lúc sau dưới bãi đỗ xe, tên thuộc hạ ném cái máy ảnh xuống đất, trả máy ảnh lại cho hai đứa bay, hai tên phóng viên sợ run cầm cập. Anh ta đưa họ, cầm thẻ nhớ luôn nè. Bọn họ vừa khóc vừa quỳ lại, đại ca, cầu xin anh hãy cho chúng tôi hiểu chút gì đi, tên thuộc hạ chỉ chỉnh lại cà vạt không làm khó các người nữa tiên sinh của chúng tôi nói các người cứ việc tung ảnh chụp ra bên ngoài muốn làm gì thì làm bọn họ ngơ người không hiểu chuyện gì hả một lúc sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm tư minh cảnh bỗng nhận được điện thoại từ tống đằng phi cô nói với mạc ngân hà tôi đi nghe điện thoại anh lập tức gật đầu đồng ý tư minh cảnh lên tiếng chuyện gì vậy ba đầu dây bên kia hỏi cô minh cảnh hiện tại con đang chữa bệnh cho mạc ngân hà con có thể trước mặt cậu ấy nói giúp vài lời được không thị trường chứng khoán của tập đoàn tống thị hôm nay cũng lao dốc bộ ngoại giao cũng muốn xử lý nghiêm việc cô cô của con ăn trộm trước vòng tay nếu mặc ngân hà không buông tay tập đoàn tống thị chúng ta cũng sẽ tiêu đời đó chính là tâm huyết cả đời của ông ngoại con nó minh cảnh chưa kể tập đoàn tống thị cũng có một phần của con nữa phương tĩnh không nhịn được mà nhếch mép có cái của lôi nó làm gì có phần cái đó là của con gái điểm điểm của chúng ta tư minh cảnh mỉm cười lần này cô cô hãm hại con con rất tức giận nhưng tập đoàn tống thị không thể vì cô cô mà chịu thiệt hại được con sẽ cố gắng hết sức cô ngập ngừng chỉ là không biết. Ở trước mặt Mạc Ngân Hà, con cũng có chút mặt mũi, Tống Đằng Phi mừng rỡ, thật sao? Tư Minh Cảnh gật đầu đồng ý, ba yên tâm, con sẽ cố gắng. Nếu lần này mà Mạc Ngân Hà không chịu bỏ qua, con sẽ không chữa bệnh cho anh ta nữa. Tống Đằng Phi đang vui vẻ lập tức đập bàn cái rầm, con có thân phận gì mà cũng dám uy hiếp Mạc Ngân Hà, thôi bỏ đi, con đừng mở miệng làm gì. Kẻo biến khéo thành vụ, nhiệm vụ quan trọng nhất của con bây giờ chính là chữa bệnh cho Mạc Ngân Hà, còn những chuyện khác con không cần phải xen vào. Tư Minh Cảnh giả vờ khóc, nhưng mà tập đoàn tống thị là tâm huyết của ba và ông ngoại con muốn hỗ trợ tống đằng phi sợ xanh mặt ông ta căng thẳng chuyện này là cô cô con tự làm tự chịu nếu thật sự phải đi đến bước kia ba tuyệt đối sẽ không nương tay với nó cúp máy đây ông ta nghĩ trong đầu tôi không thể mạo hiểm được cô con gái rẻ tiền này là niềm hy vọng trục tội cuối cùng của tống gia nếu đắc tội với mạc ngân hà nữa thì coi như chúng tôi tiêu đời rồi tư minh cảnh mỉm cười quả nhiên cô thầm hiểu có vẻ như người cha tốt của tôi coi trọng tiền bạc của cải hơn bất cứ thứ gì khác nhưng mà cô nhớ lại lời tống phiên lan kể tư giao đặc biệt sùng bái cô bạch đã vậy cũng khá thân cận với cô bạch nữa cô lên tiếng anh mạc tôi muốn hỏi một chuyện mẹ tư giao của tôi và cô bạch cửu tư vợ của anh trước kia có quen biết nhau không hai người họ có thân nhau không mạc ngân hà lạnh lùng đáp lại không quen lắm anh ta thẩm mỹ nhưng mà hai tháng trước khi rời khỏi a cửu tư giao đã cùng a cửu kết giao bạn bè nhưng lúc đó tôi bị thương nặng vậy mà thỉnh thoảng a cửu vẫn có tâm trạng rủ người bạn mới này đi uống trà chiều chẳng lẽ a cửu không chỉ đơn giản là đi ra ngoài uống trà chiều thôi mạc ngân hà nhìn tư minh cảnh chuyện này có liên quan gì đến việc cô ấy hiện là con gái của tư giao thuộc hạ anh kể lại thưa ngài khi đó thái tử phi rất thích ở cùng một chỗ với mẹ của cô tư ngay cả tống lão gia tử cũng là tư giao giới thiệu cho thái tử phi bằng không khi đó tống lão gia tử cũng không tư cách xem bệnh cho ngài sao tống phiên lan dám trộm chiếc vòng tay mà ngài tặng cho thái tử phi kia chứ thái tử phi rất thích chiếc vòng tay đó những người khác cũng xứng sao tư minh cảnh thở dài cô nghĩ thầm mẹ tôi cũng thật ngốc may áo cưới cho tống gia nhưng chính mình lại chết ở nơi đất khách quê người sau khi chết còn bị giá họa là ăn trộm vòng tay nữa lúc này mạc ngân hà đột nhiên đeo cho cô một chiếc vòng đeo cái này vào tư minh cảnh hoang mang đây là làm gì đây đến cả anh nhân viên cũng cạn lời hỏi chấm anh ta chỉ dám nghĩ trong lòng không lẽ ông thích bà tư này trời mới có 5 năm ngắn ngủi mà ông đã không chờ nổi nữa hả cha nam mà tư minh cảnh hoang mang nhìn vòng tay cho tôi hả cô lập tức trả lại cái này tôi không thể nhận mạc ngân hà liền kéo cửa kính xe rồi thẳng tay ném vòng tay ra ngoài làm tư minh cảnh hốt hoảng nè anh làm gì vậy đó không phải là thứ dành cho người phụ nữ anh thương sao sao lại ném đi mạc ngân hà hờ hững đáp thì người ta cũng có thích đâu tư minh cảnh vô cùng khó hiểu cái gì cơ cô vội hét lên tài xế dừng xe bỏ tôi ra tôi muốn đi tìm cái vòng dây mạc ngân hà nắm chặt tay cô đợi đã anh vui vẻ khoe vẫn còn ở đây nè nãy căng thẳng quá nên nói không nhận chứ gì khẩu thị tâm phi tư minh cảnh nhíu mày cái này là đồ vật của mẹ tiểu bạch nếu Thủy Tiện vứt đi như vậy tôi sợ Tiểu Bạch đau lòng thôi." Cô tức trong lòng, thanh niên này chơi mình mà, nhưng mà tự nhiên mình căng thẳng chi. Cô bối rối, "Tôi rất muốn những thứ mẹ tôi để lại, nhưng tiếc là tôi không có." Tư Minh cảnh tự nhủ, "Đây là đồ của mẹ Tiểu Bạch, sau này tôi sẽ đưa cho Tiểu Bạch." Cô đỏ mặt rút tay ra, "Mạc Ngân Hà, anh tỉnh táo chút đi, trong lòng tôi có người rồi." Mạc Ngân Hà liền khó chịu, "Có người? Ai?" Cô ngập ngừng, "Tôi cũng không biết, nhưng đây là việc riêng tư của tôi, không tiện nói cho anh." Anh ấy cùng tôi lớn lên anh ấy là người bạn đời tôi muốn chung sống cả đời này. Từ lâu tôi đã hạ quyết tâm, ngoại trừ anh ấy, trái tim tôi sẽ không bao dung cho ai nữa, cô tự nhủ, tôi đến hành tinh xanh, ngoại trừ báo thủ cho mẹ, tôi chính là đi tìm anh ấy. Trong lòng tôi có cảm giác mãnh liệt rằng, ở đâu đó nơi hành tinh xanh này, Đại Ma Vương vẫn đang đợi tôi, cô nhíu mày nhớ lại những kỷ niệm, cho nên, tôi hy vọng anh có thể giữ khoảng cách với tôi như trước đây, Mạc Ngân Hà khó chịu, cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Anh mỉm cười, tôi sẽ cố gắng, Mạc Ngân Hà có chút tò mò, người thanh niên kia thật sự tốt như vậy sao anh siết chặt tay nếu thật sự có người dám cướp người phụ nữ của tôi tôi sẽ giết hắn sau khi về nhà tư minh cảnh liền lôi kim châm cứu cởi ra đi mạc ngân hà nhìn thấy chỉ chê cô không dễ thương chút nào anh nhìn cổ tay tư minh cảnh vòng tay đâu sao tháo xuống nhanh vậy một lúc sau mạc ngân hà cởi áo sơ mi rồi nằm xuống ghế với cơ thể trần anh ta mỉm cười cho đùa cô đến đây đi dạ thâm nhìn chằm chằm cái quần kia của anh anh mặc cái quần dài bên trong rồi còn mặc cái quần tây ở bên ngoài nữa hả phẩm giá của một người đàn ông quan trọng hơn hay dự ấm quan trọng hơn vậy một người đàn ông đích thực sẽ không bao giờ quên mặc quần dài bên trong quần tây đâu mạc ngân hà không nhịn được mà đạp một cái vào mặt em trai cút đi mày tư minh cảnh lau kim châm cứu bằng bông tôi bắt đầu châm cứu đầu. cô cúi xuống đau quá thì nói nha đừng miễn cưỡng mạc ngân hà lập tức nở nụ cười biến thái không sao tôi không sợ đau dạ thâm cũng phải ngưỡng mộ không hổ là cô tư anh trai tôi vừa nhìn là thấy áp lực rồi vậy mà xuống tay vẫn không run Cậu ta lúng túng hét lên, "Xin lỗi nha, em xem tin tức cái." Dạ Thâm hốt hoảng nhìn, "Cái này? Anh ơi, việc lớn rồi, trên mạng đều đang nổ hot sớt, thái tử của đế quốc Atlante IC này nở mùa xuân thứ hai, Mạc Ngân Hà rơi vào tình yêu cuồng nhiệt." Dạ Thâm lập tức cho anh xem, "Anh bị chụp lén nè, anh dẫn cô tư đi mua quần áo hả? Đi hồi nào vậy? Nào giờ anh có dẫn phụ nữ đi mua quần áo đâu, bây giờ trên mạng như phát điên rồi kìa, họ đang dần dần suy đoán anh có tình yêu mới." Anh hoang mang, cạn lời, "Sao không thấy Mạc Ngân Hà giải thích gì hết?" mạc ngân hà vui vẻ nằm đó còn tư minh cảnh lúng túng nói tôi chỉ là đi thử đồ dùng anh mặc thôi những bộ váy đó đều là anh mặc mua cho em gái dạ thâm la lên à ra vậy tôi biết là không có khả năng rồi mà biết chuyện xong dạ thâm lập tức lên mạng đính chính con lại mấy cha mấy mẹ là anh trai tôi đi mua quần áo cho chị tôi đó trời giá người của tư minh cảnh khá giống với chị gái tôi nên bị biến thành công cụ thử đồ thật đáng thương tôi nói để mấy cha mấy mẹ nghe cho rõ đừng có đi đồn bệnh anh trai tôi cưng chiều chị gái tôi nhiều như thế nào mấy người không phải là không biết nên làm ơn đừng có đi đồn nữa cư dân mạng bây giờ đều không tin chuyện này. Dạ thâm vui vẻ khoe chiến tích, anh cả, cô Tư, em lên mạng giải thích hết rồi, hai người yên tâm nha, bảo đảm sẽ không có ảnh hưởng gì đến hai người đâu. Tư Minh Cảnh cũng vui không kém, cảm ơn nha. Nhưng Dạ Thâm đột nhiên bắt gặp ánh mắt Mặc Ngân Hà liếc mình, sao, sao nhìn anh cả thấy ghê vậy? Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Cậu ta vội quỳ xuống, anh ơi anh à, em còn nhỏ dại nên hơi vô tri, em có làm sai cái gì không? Xin anh cho em biết đi. Mặc Ngân Hà sắc khí đằng đằng kéo cổ Dạ Thâm, a à thâm à. Đưa chú mày đến lục địa mẫu để làm hạt nhân, chú mày cảm thấy thế nào? Dạ thâm hoảng sợ rồi, cái gì cơ? Dạ thâm vừa khóc vừa kéo chân anh, "Anh à, em là em trai ruột của anh mà, nếu em bị đẩy đến lục địa mẫu làm hạt nhân, liệu em có còn mạng để trở về không? Em là người cá nam duy nhất trên thế giới này, nhốt em lại ở trong nhà cũng được mà, Mặc Ngân Hà mặc áo, cũng chính vì chú mày là em trai ruột của anh, là hoàng tử của đế quốc Atlante IC, nên mới có tư cách đến lục địa mẫu làm hạt nhân, chú mày nên biết chia sẻ nỗi lo với đất nước." Dạ thâm khóc bù lu bù loa, "Anh ơi, Hãy cho em một cơ hội hối cải để làm lại con người mới đi mà. Anh em mà tương tàn nhau như vậy thì chiều chính sao ổn định được hả anh? Lúc này Tư Minh cảnh thắc mắc hỏi: Cậu ba già à, lục địa mẫu là cái gì vậy? Cái này không phải là chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Giả dạ thâm lập tức tự hào kể: Thời cổ đại, hành tinh xanh có bốn khối lục địa: lục địa IC, lục địa mẫu, lục địa Lemuria và lục địa Rodia. Nhưng họ đã bị một trận hồng thủy thời tiền sử nuốt chửng. Không ngờ cư dân bốn lục địa đã thích nghi thần kỳ với cuộc sống dưới biển và tiếp tục phát triển tiếp. Nền văn minh khoa học và công nghệ của thế giới dưới nước rất phát triển, cư dân của bốn đế quốc tự coi mình là người của hải dương. Họ tự cho mình là cao siêu hơn người khác và coi thường việc tiếp xúc với người lục địa, cho nên người lục địa mới không biết đến sự tồn tại của họ. Tư Minh cảnh hỏi, vậy tại sao anh trai cậu lại muốn đưa cậu đến lục địa mẫu làm hạt nhân? Dạ Thâm hào hứng, cái này nói ra thì dài lắm. Sau khi anh trai tôi nắm quyền kiểm soát đế chế Atlante IC, anh ấy đã vượt qua mọi sự phản đối, không bế quan tỏa cảng nữa và mở ra một thế giới mới dưới đáy biển cho người lục địa. Anh trai tôi đã ban hành các chính sách thúc đẩy giao lưu chính trị kinh tế, văn hóa và du lịch trên đất liền và dưới biển và đã đạt được vinh quang chưa từng có. Nhưng điều này đã gây ra sự bất mãn và phẫn nộ của ba đế quốc khác dưới đáy biển. Ba đế quốc dưới biển này tự xưng là người cao quý, hà có thể nào cho phép người lục địa nhìn trộm thế giới của bọn họ. Họ thấy xấu hổ vì anh trai tôi, họ cho rằng đế quốc Atlante IC là kẻ phản đồ và họ luôn như hổ rình mồi với đế quốc Atlante IC vậy. Hiện tại ba đế quốc đó đã liên minh với nhau, nếu tôi đến lục địa mẫu làm hạt nhân, có lẽ có thể xoa dịu tình hình nghiêm trọng hiện nay dưới đáy biển. Dạ thâm lăn ra ăn vạ chỉ là tôi không muốn xả thân vì nước, tôi có nên từ bỏ quốc tịch dưới đáy biển của mình và chuyên tâm làm nam nhân ngư bảo vật quốc gia của nước A à, không đây?" Tư Minh Cảnh nhìn cậu ta mà thở dài, trở thành người của hoàng tộc thật không dễ. Cô đột nhiên nghĩ ra, đúng rồi, lục địa mẫu có phải lấy rồng làm vật tổ hay không?" Dạ Thâm giật mình, sao cô biết? Tư Minh Cảnh ngập ngừng, bởi vì CONCO chút đau lòng khi nhớ lại. Ngày xưa đã bị một đám trẻ con ném đá vào tù, họ nói cô là quái vật và nên đi chết đi. Quái vật đi tìm chết đi, Tư Minh Cảnh hoảng sợ nét vào lòng mẹ con là quái vật hả tương giao dịu dàng an ủi đừng sợ lục địa mẫu lấy rồng làm vật tổ cho nên đừng coi mình như kẻ biến dị con chỉ là quá cao quý mà thôi thì ra những gì mẹ kể cho tôi nghe không chỉ là chuyện cổ tích mà lại còn là sự thật cô bồi hồi nói cứ như chuyện cổ tích á dạ thâm nhíu mày nếu lục địa mẫu giống như atlante ic coi mỹ nhân ngư như là thần biển thì tốt rồi nhưng bọn họ chỉ tín ngưỡng rồng thôi anh lại lăn ra ôm chân cô khóc cô tư à nếu tôi không còn nữa sau này còn ai để có thể che chở cho cô đây tư minh cảnh hết nói nổi nói cũng đúng hay là cậu đi tìm một cái gì đó về chị dâu của cậu và đưa nó cho anh trai cậu đi dạ thâm nghĩ không ra bây giờ tôi biết đi đâu để tìm đồ của chị dâu tôi bây giờ tư minh cảnh chỉ cho cậu biết tôi nhớ tiểu bạch có đó ngày đó em ấy tặng cho tôi giống như là một báu vật cậu ở đây chờ tôi đi tôi đi vào phòng ngủ lấy ra đưa cho cậu dạ thâm nghe xong thì sáng mắt được một lúc sau tư minh cảnh nhìn sợi dây truyền hình ngôi sao trên tay cô suy nghĩ một chút đây là những chiếc vải rồng rơi xuống vì bị thương khi bị bọn côn đồ vây đánh, tôi đã nhặt nó về làm sợi dây chuyền, nhưng giờ để có đồng minh, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích mà thôi. Dạ Thâm nhìn thấy chiếc vòng liền la lớn, thật tốt quá, chắc chắn cái này là chị dâu tôi tặng cho anh trai tôi này, rồi anh trai tôi đưa cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại tặng cô, cô lại giao cho tôi, tôi lại trả lại cho anh tôi. Dù sao vải rồng cũng chỉ có thể đưa cho người tổng lòng, vòng đi vòng lại cuối cùng vải rồng của chị dâu tôi chỉ có anh trai tôi mới đáng để có được thôi. Tư Minh cảnh hốt hoảng, hả? À, cô tự hỏi trong lòng, cái gì vảy rồng chỉ có thể đưa cho người trong lòng thôi hả tôi là một con rồng cô độc lớn lên ở hành tinh ngục tù đối với thân phận rồng của mình tôi còn chưa biết rõ nữa và cũng không có ai nói cho tôi biết những điều cấm kỵ của loài rồng cô lúng túng lên tiếng nói nghe này tự nhiên tôi cảm thấy khả năng là không thích hợp cầm đi đưa cho anh trai cậu đâu cái này là vật đính ước tiểu thư bạch tặng cho tôi cậu trả lại tôi đi dạ thâm lập tức giật sợi dây trong tay tư minh cảnh rồi chạy biến vảy rồng chỉ có thể tặng cho người trong lòng mà người trong lòng của chị dâu tôi là anh trai tôi cô không thể lấy lại được tôi đi đây cô tư ngàn lần cảm ơn cô nhà cậu ta lập tức phóng tới phòng anh trai rồi đập cửa xông vào anh trai mạc ngân hà lúc này đã bực mình lắm rồi còn dám tới ư dạ thâm quỷ xuống đưa vòng nể mặt chị dâu anh tha cho em một lần đi chị dâu đã từng nói qua chị ấy muốn anh bảo vệ em cả đời này chị dâu thương em như vậy chắc chắn chị ấy sẽ không đành lòng nhìn thấy em bị đưa đến lục địa mẫu làm hạt nhân đâu mạc ngân hà nhíu mày ở đâu ra đây dạ thâm thành thật khai cô tư đưa mạc ngân hà suy nghĩ vảy rồng là lớp giáp cứng trên cơ thể rồng và sẽ không dễ rơi ra ai đã làm cô ấy bị thương lúc tư minh cảnh về phòng cô há hốc mồm nhìn đống đồ tiên sư nó chẳng phải nói đống quần áo này là mua cho em gái anh ta sao miệng lưỡi đàn ông đúng là đồ gạt người cô vừa mở cửa tính chạy đi tìm mạc ngân hà tính sổ thì anh ta đã đứng sẵn trước cửa Tới đúng lúc lắm tôi đang muốn tìm anh đây thái độ của mạc ngân hà lại vô cùng lo lắng ai làm cô bị thương vậy tư minh cảnh ngơ người gì cô thầm tự hỏi anh ta đang đau lòng cho tôi ư bình tĩnh người anh ta đau lòng không phải tôi mà là bé cưng của anh ta cô ngập ngừng không có gì ai mà làm tôi bị thương đều không có kết cục tốt bây giờ chắc cũng đang uống trà với diêm vương rồi anh trả lại vảy rồng cho tôi đi mạc ngân hà nhếch mép dễ gì gái anh ta hít hà sợi dây tư minh cảnh xấu hổ đỏ mặt anh anh ta được nước lấn tới thuận thế hôn lên sợi dây rồi đắc ý cười bây giờ nó là của tôi rồi tư minh cảnh lúng túng chỉ vô đống đồ ở nói nghe hình như quản gia hiểu lầm hay sao á xin anh cho người đem mấy bộ quần áo này đi dùng tôi đi Mạc Ngân Hà chưa đùa, mấy bộ đồ này em gái tôi không thích, vứt thì tiếc, coi như đây là thù lao cô cứu Tiểu Bạch đi. Đúng lúc này Dạ Thâm đột nhiên chạy tới, anh, em. Cậu ta đột nhiên nhận ra, hèn gì ông muốn đưa mình đến lục địa mẫu làm con tin. Ánh mắt của anh trai tôi như muốn kéo căng ra, hiểu rồi, rõ ràng là mua cho cô tư mà, má, mình khờ quá, vậy mà cũng rảnh đi lên quê bô đi giải thích làm gì vậy trời. Cậu ta cười thầm, không ngờ cô tư lại chữa khỏi bệnh tương tư cho anh trai tôi, anh trai tôi cuối cùng đã cố gắng để thoát khỏi tình cảm của chị dâu rồi. Dạ thâm khoác vai cô, cô Tư à, anh trai tôi không thích nhất là nợ ân tình người khác. Cô nhất định phải nhận lấy đi nha, mặc kệ Tư Minh cảnh hoang mang cực độ, mặc ngân hà hùa theo thằng em, không sai. Cô toát mồ hôi hột, cho quần áo, rồi còn lấy vảy rồng của tôi nữa, rõ ràng anh ta coi tôi là người của anh ta còn gì. Cô nói, quần áo thì tôi miễn cưỡng nhận, nhưng mà chờ anh hết bệnh rồi, tôi phải lấy tiền mặt, mặc ngân hà không hề phản đối, hiểu mà. Anh đưa cô thẻ ngân hàng, cái này là tạm ứng tiền khám bệnh, phần còn lại, nào hồi phục thiếu đủ sẽ trả tiếp hai nghìn tệ tạm ứng thì chỉ có đưa nhiêu đó thôi đừng chê ít nếu chê ít cũng không có khả năng đưa nhiều hơn đâu dạ thâm nhìn thấy cái thẻ thì giật bắn mình cậu ta thầm nghĩ thẻ không giới hạn ư thẻ không giới hạn của anh trai tôi có thể rút một nửa tài sản của ngân hàng tại bất kỳ ngân hàng nào thuộc xã ra ôi trời ơi tư minh cảnh liền giơ năm ngón tay đúng là có hơi thiếu đó chờ tôi chỉ khỏi bệnh cho anh tiền khám bệnh ít nhất cũng phải cỡ con số này mạc ngân hà thắc mắc năm ngàn ư tư minh cảnh khẳng định chắc chắn năm vạn mạc ngân hà cũng cạn lời rồi thì ra cái mạng của tôi chỉ có giá năm vạn thôi Tư Minh cảnh có được tiền thì thoải mái bỏ đi, tôi đã nhận được tiền tạm ứng rồi, nên làm ơn đừng tặng quà nữa nha, chúng ta coi như thanh toán xong. Dạ Thâm nhìn cô mà thở dài, cô Tư đúng là cô bé ngốc, cô đã trở thành con mồi của anh trai tôi mà cô lại hồn nhiên không biết gì cả. Cậu hỏi anh trai, anh, rốt cuộc anh cũng đã nghĩ thông rồi hả? Cậu ta háo hức, anh có dự định bắt đầu cuộc sống mới với cô Tư không? Mặc dù cô Tư đến từ hành tinh ngục tù nhưng thủ đoạn đối phó với Tống Phiên Lan của cô ấy rất lợi hại, và cô ấy rất là có phong thái của chị dâu năm xưa nữa. Mạc Ngân Hà hút thuốc, anh khẳng định cô ấy chính là chị dâu của chú. Dạ thâm miệng vẫn cười mà đầu thì ngơ ngác, gì? Anh cười lớn, à đúng đúng, sau này chị ấy chính là chị dâu mới của em, Mạc Ngân Hà hút thêm điều nữa. Anh nói tư minh cảnh chính là chị dâu của chú, cô ấy đã quay về, nhưng thay đổi dung mạo. Dạ thâm cười hết nổi, con mắt nào của anh nhìn ra cô tư chính là chị dâu vậy? Trong lúc đó tại một nơi khác, có một cô gái đang cẩn thận trang điểm tỉ mỉ. Dạ tư duyên, nhị công chúa của Atlante IC đang làm việc thì bỗng có tin nhắn tới. Dạ thâm gửi ảnh cho cô, chị xem người này giống ai có giống chị dâu không dạ tư duyên cạn lời mắt em trai bị bù lệch ăn hay gì dạ thâm kể cô nghe mắt của anh cả mới bị bù lệch ăn á anh nói cô này chính là chị dâu anh còn đem cái thẻ không giới hạn mà chị thành khát nhất đưa cho cô tư rồi dạ tư duyên lập tức đập bàn cái gì cơ dạ thâm hỏi cô chị chị nói xem có phải anh cả bị bệnh hết thuốc chữa rồi hay không dạ tư duyên chắc chắn anh cả là người có mắt tinh tường nhất trong những người có mắt tinh tường anh có thể nhận sai được sao anh nói cô tư là chị dâu thì nhất định là như vậy rồi ngay cả phán đoán của anh cả mà em còn dám nghi ngờ muốn chết hay gì một lúc sau dạ tư duyên liền gọi anh cả mạc ngân hà lạnh lùng bắt máy cô chuyện gì vậy dạ tư duyên liền vui mừng anh cái cô tư mà cứu tiểu bạch á đúng thật là chị dâu hả vậy thì tốt quá rồi hai người đã vượt qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng hái trái ngọt rồi mạc ngân hà mỉm cười là cô ấy nhưng mà giọng nói anh có chút buồn bã cô ấy đã sửa lại dung mạo và quên anh rồi dạ tư duyên hét lớn chắc chắn chị dâu không muốn quên anh đâu khẳng định là có nỗi khổ bất đắc dĩ gì rồi này anh trai cố lên chờ em về nhà chúng ta sẽ cùng nhau giúp chị dâu tìm lại ký ức sau đó dạ tư duyên vội vàng lên quay bồ cô lướt hết mục tìm kiếm tên tư minh cảnh khả năng y thuật của tư minh cảnh khiến người ta phải sửng sốt ăn dưa tư minh cảnh tại tiệc nhận thân thủ phạm thực sự của vụ trộm vòng tay cô bạch lộ diện tống phiên lan giá họa tư minh cảnh dạ tư duyên đọc xong tức nóng cả người tống phiên lan của tống gia kia là thứ gì mà kiêu ngạo vậy năm năm trước trộm vòng tay của chị dâu tôi năm năm sau lại đi giá họa cho chị dâu tôi khinh chị dâu tôi không có chỗ dựa đúng không cô lập tức đăng bài lên Weibo. tống phiên lan chị chọc tới tôi rồi nha chị dám nói cái lắc tay mà tôi cho cô tư mượn là lấy trộm của chị dâu tôi hả dạ tư duyên tôi không để yên cho chị đâu sau khi bài đăng lên sóng mọi người ai cũng xôn xao trời ơi có người dám chọc nhị công chúa của đế quốc atlante ic chúng ta kìa tống phiên lan là ai vậy không biết để tôi coi tìm được rồi blogger liền lên tin mới nhất tống phiên lan trộm lắc tay rồi giá họa cho người khác về hành vi xấu của mình một thân hàng hiệu cũng không che giấu được xuất thân ti tiện Ngày xưa cô ta đã đưa ra một tuyên bố táo bạo rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ đứng bên cạnh anh và trở thành sủng phi chói sáng nhất của anh, thèm muốn gả cho Mạc Ngân Hà đến thế cơ mà. Cư dân mạng đều mắng chửi, muốn làm thái tử phi, đúng là không biết tự lượng sức mình, người trên ảnh là cùng một người hả? Phẫu thuật thẩm mỹ hay gì, tôi còn tưởng Tống Phiên Lan sinh ra đã giàu rồi chứ, tôi cũng muốn giàu nhanh, sao Tống gia làm giàu hay vậy? Quá khứ 5 năm trước đó, Tư Dao bị bỏ tù, Tống Đằng Phi đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Tư gia. Tống Phiên Lan bắt đầu thay đổi mình. Học tập các thể loại lễ nghi nhà giàu, học y thuật và trở thành ngôi sao đang lên ở các học viện y thuật hàng đầu và cũng đã trở thành đại tiểu thư hào môn được công nhận. Đêm đó, Tống Phiên Lan run rẩy đọc tin tức về mình, đáng giận. Đám bình dân các người lấy tư cách gì moi móc đời tư của tôi ra nói chứ? Cô ta tức giận ném điện thoại, ngoại trừ xuất thân của tôi ra có chỗ nào không xứng với Mạc Ngân Hà? Tôi làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếc để tay mình dính máu, chính là vì muốn được đứng bên cạnh Mạc Ngân Hà, tư minh cảnh, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày.